Chúng ta vừa mới làm xong cái phần bài tập về phần nguyên âm cơ bản đúng không ạ? Chắc là các bạn đã rất là thuộc cái nguyên âm này rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là 11 nguyên âm mở rộng. 11 nguyên âm mở rộng thì các bạn chú ý là vua Sejong Tae Hwang sáng tạo ra 10 nguyên âm cơ bản. Và 11 nguyên âm tiếp theo là như cô nói là được sáng tạo là dựa gì? Dựa theo 10 nguyên âm cơ bản. Và cách thêm là chúng ta chỉ thêm nét thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần 11 nguyên âm tiếp theo. Nguyên đầu tiên, nguyên âm này, cách đọc là E. Và cách viết thì mình chú ý nào, hôm trước nguyên âm này là nguyên âm gì chúng ta đã học ạ? Hôm trước chúng ta học đây là nguyên âm A. Và bây giờ nguyên âm E sẽ được sáng tạo bằng cách là chỉ cần thêm một nét dọc đằng sau. Các bạn chú ý xem cô thêm nha. Cái nét dọc đằng sau ta có cách thêm như sau, đó là các bạn thêm bằng với nét trước. Cách thứ hai, nếu như mà các bạn không thêm bằng với nét trước, các bạn thêm dài hơn như thế này cũng được. Tức là phải là dài hơn hoặc là bằng. Chứ nếu như các bạn thêm như thế này là sai nhá. Đó. Nguyên âm E được sáng tạo bằng cách là gì? Từ nguyên âm A viết thêm một nét dọc tiếp theo. Nguyên âm tiếp theo nữa là nguyên âm Ye. Ye. Cách viết nguyên âm Ye, các bạn chú ý, chúng ta lại viết lại nguyên âm hôm trước học, đó là nguyên âm gì đây ạ? Nguyên âm Ya. Và nguyên âm Ye được sáng tạo bằng một cách là thêm đúng một nét đằng sau, một nét dọc đằng sau bằng với nét trước. Đây là nguyên âm Ye. Nguyên âm thứ ba, nguyên âm thứ ba đó là nguyên âm E. Nguyên âm E cách viết hôm trước chúng ta học đây là nguyên âm gì ạ? Nguyên âm O đúng không ạ? Bây giờ ta thêm một nét dọc đằng sau như thế này thôi, đó là ta tạo thành một nguyên âm mới, đó là nguyên âm E. Nguyên âm thứ tư, đây là nguyên âm, cách đọc là Ye. Các bạn đọc lướt qua chữ Y như là các chữ chúng ta vừa học vừa nãy. Ye. Ye. Cách viết của nguyên âm Ye, các bạn còn nhớ cái nguyên âm thứ tư hôm trước học không ạ? Đây là nguyên âm gì? Yo. Bây giờ thêm một nét nữa ở đằng sau như thế này, tạo thành nguyên âm mới, đó là nguyên âm Ye. Ye. Đó. Bốn nguyên âm mở rộng tiếp theo chính là nguyên âm gì nào? A, Ya, O, Yo. Và cách viết là các bạn viết thêm một nét dọc đằng sau như là tôi viết trên bảng. Yeah. Rồi tiếp tục. Nguyên âm tiếp theo, và mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái cách viết trước thì chúng ta sẽ dễ đọc hơn này. Đây là nguyên âm gì ạ? O ghép với nguyên âm A. Vậy suy ra cách đọc là gì ạ? O và A ghép lại với nhau chúng ta sẽ đọc là qua. Qua. Được chưa? Đó. Thế nên là nếu như mà các bạn mà học thuộc được cái nguyên âm cơ bản thì khi học cái nguyên âm ghép sẽ rất là dễ thuộc. Về cách viết thì các bạn chú ý là cái nguyên âm A của chúng ta là cái nét ngang của nó phải luôn cao hơn nguyên âm nét ngang của nguyên âm O. Cao hơn bao nhiêu cũng được, nhưng mà các bạn chú ý là phải viết cao hơn. Nếu mà bạn viết thấp như thế này lại là sai. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Nguyên âm tiếp theo, nguyên âm tiếp theo vẫn O. Các bạn chú ý vẫn O này. O. Cô thêm một nét nữa ở dòng như thế này. Các bạn thấy nó giống nguyên âm gì vừa học không ạ? Đó là nguyên âm E. Vậy hai cái chữ này ghép lại với nhau thì đọc là gì ạ? Quê. Quê. Nguyên âm tiếp theo là nguyên âm Quê. Tiếp tục. Vẫn O ạ. O ghép với Y. Bình thường các bạn sẽ đọc là ôi đúng không ạ? Tuy nhiên cái từ này các bạn chú ý, đây là từ bất quy tắc duy nhất trong 11 từ, đó là chúng ta sẽ đọc cái này là quê chứ không đọc là ôi. Các bạn chú ý như vậy nhé. Tiếp theo nữa là chùm nguyên âm được sáng tạo từ U. Mình viết nguyên âm U đúng không ạ? Các bạn viết tiếp nguyên âm gì đấy ạ? Các bạn nhớ đây là nguyên âm gì không ạ? Đây là nguyên âm ơ đúng không ạ? Vậy thì U với ơ ghép lại đọc thành gì ạ? Đọc thành wo. Nguyên âm tiếp theo chính là nguyên âm wo.
viết như nó mùa. Đó là cái nét ngang của chữ sau phải luôn luôn thấp hơn. Các bạn viết thấp hơn bao nhiêu cũng được, miễn là nó cân đối, nhưng nó phải luôn thấp hơn nét ngang của chữ U. Nếu như các bạn viết cao hơn như thế này lại là sai. Các bạn chú ý như vậy nhé. Wow. Nguyên âm tiếp theo vẫn sáng tạo từ nguyên âm U ghép với gì đấy ạ? Ghép với E ạ. Và chúng ta sẽ được một nguyên âm, đó là nguyên âm Uê. Uê. Được chưa? Uê. Nguyên âm thứ 10, nguyên âm thứ 10 vẫn được sáng tạo từ U, các bạn chú ý nhé. U ghép với Y, chúng ta hiểu đây là Y dài. Vậy U ghép với Y là thành gì ạ? Uê. Uê. Nguyên âm cuối cùng, nguyên âm cuối cùng các bạn đã học rồi, đó là nguyên âm gì trong 10 nguyên âm cơ bản đấy ạ? Nguyên âm Ư. Chúng ta tiếp tục ghép với nguyên âm này, đó là nguyên âm Y. Vậy chúng ta được một nguyên âm mới, đó là nguyên âm Ươi. Các bạn chú ý, nguyên âm này sẽ đọc là Ươi. À, mình vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách viết của 11 nguyên âm mở rộng. Thì đây các bạn nhớ để dễ học thuộc thì chúng ta chú ý là 4 nguyên âm đầu tiên là chính là 4 nguyên âm ở phần nguyên âm cơ bản, nhưng mà các bạn thêm một nét dọc đằng sau thôi. Sẽ có 3 nguyên âm được sáng tạo từ O. O A W O E W O I. Bất quy tắc. W. 3 nguyên âm được sáng tạo từ U. U E W U E W U I W. Và cuối cùng U I kết hợp lại đọc thành gì ạ? U. Các bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ cùng đi vào tập mà phát âm các nguyên âm này. E. E. Ye. Ye. E. E. Ye. Ye. Hoa. Hoa. Quê. 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 Ươi. Ươi. Được chưa? Nhìn một cách tổng thể thì các bạn thấy rằng là cái phần nguyên âm mở rộng ở đây là tôi đã thêm cái nét, thêm cái nét tròn ở trên rồi, đúng không? Tức là nó đã có nghĩa trong tiếng Việt rồi. À, tuy nhiên trong phần phát âm thì các bạn để ý rằng là chúng ta thấy là có hai nguyên âm này giống nhau này. À, nguyên âm uê đây cũng là nguyên âm uê, đúng không ạ? Thì cách phát âm của hai nguyên âm này là như nhau. Tuy nhiên tùy theo từng trường hợp cũng như là tùy theo từ đứng trước đứng sau mà nghĩa của nó là khác nhau. Tuy nhiên cách viết thì các bạn bắt buộc phải tập viết để nhớ cái cách viết của hai nguyên âm này. Các bạn chú ý như vậy nhé. Thế chúng ta sẽ cùng đọc lại một lần nữa nhé. E. Ye. E. Ye. Wa. We. We. Wo. We. We. Và ừ. Các bạn là phát âm như mình vừa phát âm là chúng ta cũng đã tương đối là chính xác rồi. Tuy nhiên vẫn có một cái chú ý nữa mà các bạn cần phải để ý như thế này. Đó là chúng ta để ý cho cô hai nguyên âm này nhé. E và E này. Theo đúng lý thuyết thì cái nguyên âm này chúng ta sẽ đọc là E, còn nguyên âm này các bạn sẽ đọc là E. Tuy nhiên tiếng Hàn hiện đại bây giờ có xu hướng là cả hai cái nguyên âm này đều sẽ có xu hướng đọc thành E. Đây là một cái rất là chú ý. Tức là vẫn đọc là đây là nguyên âm E, nhưng mà có nhiều người Hàn người ta lại vẫn có xu hướng đọc là E. Và tiếng Hàn hiện đại cho phép điều này xảy ra, cho nên các bạn cũng không quá nhất thiết là phải chú ý về vấn đề này. Cái chú ý nữa đó là như mình đã nói rồi, đó là hai nguyên âm này đọc giống hệt nhau rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên bản thân cái nguyên âm này cũng vậy này, viết là E đúng không ạ, nhưng cũng có vùng họ sẽ đọc là giống như cái này, họ đọc là Uê. Vậy thì trong tiếng Hàn có mấy nguyên âm Uê đọc giống nhau ạ? 3 nguyên âm. Đây cũng có thể đọc là Uê. Uê. Và Uê. Đó. Thì tiếng Hàn hiện đại cũng cho phép cái điều này xảy ra. Chính vì vậy mà các bạn có thể được phép đọc ba cái từ này giống nhau. Tuy nhiên là các bạn khi đọc các bạn phải nhớ được cách viết. Đó.
Nhưng vì mình là người Việt Nam, lại là người học tiếng Hàn Quốc, thì theo mình nghĩ thì tốt nhất là các bạn mới học thì các bạn đừng có đọc giống nhau như vậy, tại vì sẽ dẫn đến là các bạn sẽ viết nhầm. Đó. Mới học thì chúng ta cứ đọc chữ này là gì ạ? E, và đọc chữ này là T. Đó. Thế nhưng khi các bạn đã viết quen rồi và các bạn sử dụng quen rồi thì chúng ta có thể có xu hướng là đọc cái chữ này thành gì? E nhá. Ví dụ khi mà nói yêu trong tiếng Hàn thì các bạn biết là cái từ yêu trong tiếng Hàn thì nó như thế nào rồi đúng không ạ? Người ta thường hay nói là saranghae đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có biết là cái từ saranghae đấy là viết là e hay ê không ạ? Nó lại viết là e đấy ạ. Thế nhưng mà người ta lại đọc là ê. Vậy thì nếu như các bạn vẫn đọc là saranghae thì có sao không ạ? Nếu đọc là saranghae thì người ta sẽ bảo là hơi quê một chút. Đấy, thế nhưng mà cái đó thì chúng ta sẽ sửa nhé. Các bạn chú ý, khi các bạn đã viết quen rồi thì các bạn đọc xu hướng cho mình là chú ý là sang ê nhé. Đấy là một cái số cái chú ý về phần nguyên âm trong tiếng Hàn. Và mình đã vừa học hết tất cả là 21 nguyên âm rồi. Để luyện tập cho phần này thật là tốt, cũng như là cách phát âm, cũng như là cho một số ví dụ về nghĩa của các từ này, thì các bạn giở sách bài tập ở trang số 17, 18, 19. Chúng ta sẽ cùng đi vào luyện tập cách đọc và cách phát âm của các nguyên âm trong tiếng Hàn.